lê y y y y. diều hâu bay lượn tại gió tuyết gào thét trên chín tầng trời mở rộng cánh mỗi một lần vỗ vào đều đánh vỡ gió tuyết ngược gió mà bay thẳng lên bầu trời lên xuống bất định bạch thủ tử đồng diều hâu mở rộng cánh màu tím ánh mắt chiếu rọi phía dưới phong cảnh tiếp theo lại chiếu rọi đến bị thẻ phù chấn áp trói buộc ở du lễ thanh hai cái đồng tử bên trong tựa như đem hết thảy hình ảnh đều rõ ràng bắt du lễ thanh nằm trên mặt đất trên trán dán một trương tụ chân thẻ phù ánh mắt không ngừng lóe lên. Tựa như có nhà nhạt, nhạt huyết khí từ trên người của hắn tản đi ra. Oanh! Vọng xuân lâu chủ lâu, cả tòa lầu các đều tựa như tại trong cuồng phong, lung lay sắp đổ tựa như. Giống như là tùy thời sẽ bị đáng sợ đến cực điểm áp bách cho trùng kích đổ sụp xuống, phá thành mảnh nhỏ. Càn nguyên đạo thành bên trong. Không ít cảm giác cường đại cường giả, đã sớm đã bị kinh động. Tất cả đại thế gia đều là có cường giả từ riêng phần mình trong phủ đệ quang đến ánh mắt, đưa ra nguyên thần dò xét là bình loạn vương phi long thần nhất tộc long nữ ngao vũ tâm lại là nàng bình loạn vương phi lúc nào vào thành chúng ta đúng là hoàn toàn không biết gì cả hẳn là du lễ thanh trong bóng tối tiếp nàng vào thành nghe nói vương phi nhi tử chết rồi đây là tới trả thù đấy sao khắp nơi cường giả tâm tư ba động va chạm lẫn nhau trong lúc đó đúng là bát quái nói chuyện đứng lên tô gia chu gia vân gia cùng trung gia tứ đại nghìn năm gia tộc bên trong đều là có cường giả phóng xuất ra thần thức lẫn nhau xen lẫn nói chuyện. Mà khi cái kia thẻ phù đám mây bên trong nổ lên ngàn vạn thẻ phù, phô thiên cái địa, gần như loạn hoa dần dần muốn mê người mắt tự như. Liền để cho không ít cường giả tâm tư lên xuống. Oanh oanh oanh, không ít cường giả, trái tim ba động, khó có thể bình tĩnh. Một chút cổ xưa lại cường đại thế gia bên trong, có ngủ say cường giả, tựa như từ từ mở mắt ra. Là nàng. Thần phù bán thánh. Đúng là nàng, nàng làm sao sẽ rời khỏi càn nguyên thần tông thần phù lâu. Tông chủ phu nhân à, bao nhiêu năm chưa hề thấy. Nàng lại nhỏ rồi. Khí tức cường đại, nặng nề thanh âm, giống như trầm hương chảy xuôi ngụp lặn. Chân miếu ti. Một thân ảnh khí huyết hơi hơi bắn ra im hơi lặng tiếng, đúng là liền một mảnh tuyết đều chưa từng lay động, nhưng là cả người dĩ nhiên đã lao nhanh đi ra rơi vào chân miếu ti cao ốc đỉnh phía trên. Thần xoa bào phục phần phật, chân miếu ti hai đại tổng đốc ti một trong vũ văn vấn long, đứng nghiêm tại trên nóc nhà. Nhìn qua cách không tính là xa khoảng cách, vọng xuân lâu phía trên tranh phòng Hắn không có xem bình loạn vương phi ngao vũ tâm, ánh mắt rơi vào cái kia đứng nghiêm tại thẻ phù đám mây biên giới hai tiểu cô nương. Một cái trong đó tiểu cô nương, nắm bắt một chương tản ra quang huy tụ chân thẻ phù, trong nháy mắt liền hấp dẫn vũ văn vấn long ánh mắt. Hưu, 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 u, u. Tại vũ văn vấn long sau lưng, mấy vị chân miếu ti tam hoa đại tông sư cũng là nhảy lên, ánh mắt như đuốc, ngưng trọng không thôi tổng đốc ty vị này chính là một vị vừa mới phá vỡ mà vào đỉnh thượng tam hoa cảnh giới đại tông sư đốc ty nhịn không được mở miệng hỏi cô bé kia chỉ là nắm bắt một quả thẻ phù trong thiên địa khí huyết đều tựa như bị đông cứng như vậy dù là cách xa như vậy bọn hắn đều cảm giác được tâm thần lo sợ bất an tựa như đối mặt một cái chân chính từ ngủ say bên trong sống lại miếu thần cái này là đáng sợ đến bực nào uy thế vũ văn vấn long thở ra một hơi thần phù bán thánh Càn Nguyên Thần Tông nội tình một trong. Càn Nguyên Thần Tông tông chủ phu nhân, Thanh Vân Đạo Huyền phù Thần Tông tiền nhiệm tông chủ đích nữ, mẹ nàng chính là vì đại cảnh tiền đế nữ nhi, hiện nay đại cảnh đế thân tỷ. Bối cảnh thông thiên, huyền thất sát. Vù vù vù, thiên địa nghiêm nghị yên tĩnh. Mấy vị thần xoa đều là trái tim giống như chịu búa tạ hung hăng nện búa giống như. Bối cảnh này quả thực có chút khoa trương. Thế nhưng là thấy thế nào đi lên nhỏ như vậy, cùng cái ba tuổi tiểu cô nương đồng dạng một vị đại tông sư nhịn không được hỏi vấn đề này. Nhưng mà, Vũ Văn Vấn Long khuôn mặt nhưng là run rẩy, diện mạo càng non nớt, giết người càng tàn nhẫn. Nàng sở tu chính là tỏa thần phù, tỏa một chương phù, liền sẽ khóa lên bản thân đã từng tiêu hao thọ nguyên cùng tinh khí thần, một chương tỏa thần phù, khóa thọ 30 năm. Nàng càng là non nớt, liền nói rõ nàng khóa tỏa thần phù càng nhiều. Vũ Văn Vấn Long làm vì võ thánh cấp bậc cường giả, tầm mắt phi phàm. Nàng này, rất mạnh, thuộc về thần tông tông chủ dưới đại thần nội tình một trong. Vũ Văn Vấn Long trầm giọng nói. Vương Phi trêu chọc đến nàng, sợ là đá chúng thiết bản rồi. Càn nguyên đạo thành, không thiên giám. Bắt giác hai mái hiên bảo lâu. Trên lầu các, một thân ảnh già nua, tóc trắng dâu bạc trắng tung bay, còn có vài phần tiên phong đạo cốt tư vị, hắn lắc lư thân thể, đi tới lan can chỗ. Nhìn phía xa phóng lên trời long ảnh, lại nhìn xem cái kia sáng lạn thẻ phù đá mây. Giờ khóc giờ cười lắc đầu, hồ đồ cơ ma lễ người này lãnh khốc vô tình nhi tử cơ hải hội tiễn đưa kim quang phủ hoàn toàn chính là vì dân mạng bây giờ vương phi ngao vũ tâm đến càn nguyên đạo thành cũng chỉ là con ghẻ mà thôi nếu là thật sự giết có thể đã theo hắn nguyện huyền thất sát a à, huyền thất sát đừng nhiều năm như vậy chưa hề rời lầu xuất hiện lầu liền cho ngươi tông chủ phu quân chọc ra một cái đại lỗ thủng đến lão nhân rũi rũi người ngồi ở trong lầu các một chương xích đu bên trên cọt kẹt kẹt cọt kẹt lò than đốt ấm áp lão nhân mệt mỏi muốn ngủ dường như trong thành phong ba cùng hắn hoàn chỉnh không quan hệ thần phù bán thánh giắc giắc cuồng phong gào thét kinh khủng kiềm nén không ngừng tứ ngược vương phi cung trang cùng tóc dài bị thổi nhẹ toàn bộ bay ngược ra phía sau đen nhánh sợi tóc cùng làn váy cùng múa thiên hạ tu hành phát triển đến nay có tứ đại chức nghiệp cực kỳ tôn quý tại tôn quý đồng thời cũng có được cực kỳ đáng sợ thực lực cùng địa vị thần phù sư thần binh sư, thần điêu sư cùng với thần đan sư. Tứ đại chức nghiệp đi đến tứ ngự cảnh giới đều có thể xưng là thánh thủ, nhập thánh người. Đó là so với võ thánh cùng thần đài tu sĩ đều càng thêm chân quý cùng hiếm có tồn tại. Từ quỷ dị miếu sinh ra ở thiên địa, phóng xuất ra thần tính đến nay, tuế nguyệt lưu chuyển, thần tính tu hành độ cao bị không ngừng cất cao. Tầng tầng lớp lớp thần đồng thiên kiêu, lấy đủ loại phương thức, mở rộng cùng cất cao tu hành độ cao mới chức nghiệp cũng bị cái này chút thần đồng cùng thiên kiêu chỗ đào móc mà ra. Mượn nhiều thần phù chi lực, phong tỏa thần tính bí thuật, có đủ cực kỳ đáng sợ sát phạt chi lực, là được vì thần phù sư. Tứ đại chức nghiệp ở bên trong, thần phù sư. Đáng sợ nhất, thủ đoạn quỷ dị, chiến lực không cách nào suy đoán. Dù là tại trước mặt ngươi thần phù sư, tu vi chưa từng đặt chân thần đài cảnh, thế nhưng tuyệt đối không thể coi thường, bởi vì bọn hắn tất nhiên có biện pháp cuốn lấy thậm chí kiềm chế một vị thần đài tu sĩ càng chờ muốn nói một vị thần phù bán thánh so với một vị thần đài một vị võ thánh tuyệt đối không thua bao nhiêu Rào dao xôn xao ở đằng kia kinh khủng đến cực điểm kiềm nén phía dưới vương phi ngao vũ tâm sắc mặt đang không ngừng biến hóa đứng nghiêm tại thẻ phù đám mây biên giới nữ hài nắm bắt một chương tụ chân thẻ phù có thể thẻ phù bên trong lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố khí cơ một cỗ tử vong cảm giác trong nháy mắt bao phủ ngao vũ tâm tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Long nữ Vương phi phía sau khí huyết hóa thành hình rồng hư ảnh, uốn lượn trong lúc đó, tựa như núi cao lướt ngang, không ngừng dãy dụa lấy. Bán thánh. Long nữ Vương phi toàn thân rung động, tựa như giang hồ dậy sóng giống như huyết dịch lưu động thanh âm từ trong thân thể bật phát ra. Long thần nhất tộc, trời sinh có cực kỳ cường đại thân thể nhục thân, gân cốt ma sát trong lúc đó, càng là bắn ra như sấm rền nổ vang. Long nữ Vương phi ngao vũ tâm trái tim oán niệm cực cao, nàng đã mất đi nhi tử nàng chỉ là mong muốn thỏa mãn nhi từ trước khi chết một cái nguyện vọng mà thôi nàng chỉ là một mẫu thân bi phẫn muốn chết mẫu thân tại sao phải áp bách nàng muốn bức nàng cô bé kia vương phi ngao vũ tâm ánh mắt ngưng tụ tập trung tại hi hi trên thân đột nhiên tuôn ra đậm đặc sát cơ tại thời khắc này nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi cô bé này có phải là giết chết con mình cơ hải hội hung thủ vì cái gì cái này bình thường không có gì lạ kim quang phủ hạ hạt tiểu thành đi ra tiểu nha đầu xuất hiện ở cả nguyên đạo thành có thể giống như này bối cảnh tương trợ nàng nhi tử chết có phải hay không có nội tình có phải hay không chính là trước mắt hai tiểu cô nương giết con của nàng một tiếng thét dài tựa như long ngâm nổ tung vương phi ngao vũ tâm trên thân bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi cấp bậc khí huyết bốc hơi khuếch tán uốn lượn hình rồng càng lúc càng ngưng thực bắn ra vô tận quang cùng nhiệt giống như là một vòng long ảnh mặt trời vắt ngang dựng lên, cất cao khung trời mười trượng, trăm trượng. Bầu trời phía trên, bay là tả tung bay hạ xuống tuyết động, đúng là nhao nhao bị nóng bỏng khí tức cho tan rã, tựa như mặt trời bạo chiếu ở dưới nóng bỏng quét sạch lan tràn. Long nữ vương phi hai tay mở ra thoáng chốc toàn bộ người như một đạo điện quang giống như ngang dọc rút ra hư không dựng lên. Cái chán song giác tỏa ra sáng chói thần tính. Mở miệng hít vào thở ra trong lúc đó, toàn bộ vọng xuân lâu gần như muốn khó có thể thừa nhận giống như vô số ngói đen nổ tung chôn vùi vô số mái cong lan can kết lao âm thanh ở giữa vỡ tan cả tòa lầu đều tại lung la lung lay giống như là bị vòi rồng trùng kích một tiếng nữ tử tiếng rít lập tức hóa thành long trời lửa đất long ngâm rung động cả tòa đạo thành để cho vô số cường giả không nhịn được liếc mắt không hổ là cơ ma lễ vương phi quả nhiên cũng là rất cường liệt à biết được trước mắt nữ hài chính là một vị thần phù bán thánh cư nhiên như cũ muốn cứng rắn một lớp Vương Phi hai con ngươi bật phát ra cực hạn xanh thẳm lưu quang, giống như là khung trời phía trên, sẽ mở thiên địa sao trổi lôi kéo vĩ diễm. Oanh! Một lần hô hấp vận chuyển, Vương Phi trên thân khí huyết cuồng oanh mà ra trong nháy mắt tại quanh thân nổ ra chân long hư ảnh. Nàng dãy ruộng mở ra áp chế tại trên người nàng thần phù áp bách. Cái kia hừng hực thiêu đốt thần phù, giống như lại cũng không cách nào trói buộc nàng. Năm ngón tay nắm chặt, toàn bộ người đều tựa như tại sáng lên. Trên chân giày theo đều không thể thừa nhận lực lượng của nàng, trong nháy mắt nổ tung, lộ ra óng ánh trắng bệch bàn chân. Điểm trong không khí, không khí hơi hơi nổi lên từng vòng khuếch tán rung động, hạ xuống phương hướng vọng xuân lâu, tựa như đã nhận lấy khuếch tán rung động phía sau treo ngược phun ra kinh khủng kinh lực sóng xung kích. Vô số bức tường ngói sụp đổ, đùng đùng đổ sụp hơn phân nửa. Giống, một tiếng long ngâm. Thần phù bán thánh, thì như thế nào? Có phải hay không ngươi? Giết hải nhi của ta. Vương phi hét to. Thét lên. Điên cuồng giống như là một vị cực hạn nổi điên mẫu thân. Tiếp theo trong nháy mắt, tại chói tai tới cực điểm âm bạo chưa nổ tung phía trước, Long nữ Vương phi dĩ nhiên triệt để xuất hiện ở thẻ phù đám mây phía trước. Như đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao, cởi ra vô tận chói buộc, hung hăng đụng tới. Kinh khủng khí huyết như vỡ đê sông lớn, dậy sóng chút xuống. Ngu xuẩn cá trạch, muốn chết đây. Đứng nghiêm tại thẻ phù đám mây phía trên tông chủ phu nhân vẽ lấy tinh xảo trang điểm non nớt khuôn mặt bên trên, cũng là nổi lên một vòng lãnh lệ chi sắc. Trong tay nắm bắt tụ chân thẻ phù, cong ngón búng ra. Liền phiêu nhiên mà ra. Nhẹ nhàng. Giống như là quăng ra ngoài máy bay giấy. Tại khí lưu bên trong nhộn nhạo. Cùng long nữ vương phi thô bạo cấp tốc, tạo thành cực kỳ tươi sáng rõ nét so sánh. Thần phù. Ta tất nhiên là dốc hết sức phá vạn pháp. Long nữ vương phi đen nhánh sợi tóc cuồng quyển, da thịt trắng noãn bên trên, thậm chí răng đầy lên rậm rạp sáng lên long lân. Đầy trời gió tuyết, ngưng trệ bất động. Long nữ vương phi tại không trung nặng nề dậm chân, óng ánh bàn chân dẫm lên không trung, không khí thật giống như bị búa tạ đập trúng mặt đất, trong nháy mắt mở cực lớn mạng nhện vết dạn. Cái này trong nháy mắt long nữ vương phi gần như bạo phát ra võ thánh chi uy thế. Thiêu đốt lên kinh khủng lại nóng bỏng long huyết, vô số hỏa diễm đốt cháy, giống như là mặt trời tại càn nguyên đạo thành trên không bay lên. Tất cả mưa tuyết toàn bộ tan rã. Một cái cực lớn không gì sánh được chân long phun ra nuốt vào long châu kim đan, gào thét hiện lên, bàng bạc thần tính đang điên cuồng thiêu đốt. Thẻ phù đám mây phía trên. Tông chủ phu nhân kéo qua hưng phấn nâng lên hồng nhạt tiên công gắt linh hi hi. Năm ngón tay khép lại, che khuất nhỏ bé ánh sáng, chắn hi hi trước mắt. Tiểu hài tử, không nên nhìn. Tiếp theo ở giữa thiên địa. Một tiếng trầm đục. Đông. Đinh tai nhức óc, giống như là có người dụng quyền đầu hung hăng chùy đấm vào mặt trống, sóng âm cuồn cuộn ra. Nhưng cũng, chỉ thế thôi không có gì long trời lở đất va chạm, không có gì đinh tai nhức óc nổ vang. Long nữ vương phi khí thế bàng bạc, cuốn vỡ đầy trời phong vân, cùng cái kia trương trong mưa gió phiêu linh tụ chân thể phù đánh vào nhau. Sau đó, liền không có sau đó. Vọng Xuân lâu triệt để biến thành phế tích. Cực lớn hố sâu thủ tiêu nguyên bản chủ lâu chỗ. Mặt đất thật sâu lõm xuống dưới, sụp đổ lõm xuống, biên cương xung quanh, nóng hổi nham thạch đều bị hòa tan, tựa như nham thạch nóng chảy giống như chậm rãi chảy xuôi theo tuyết trên không trung liền bị nóng rực nhiệt độ biến thành nước hóa thành bàng bạc nước mưa đùng đùng hạ xuống đánh vào nóng bỏng hố sâu phế tích bên trong hố sâu phế tích bên trong long nữ vương phi ngửa mặt nằm ở trong hố sâu cao ngất lồng ngực kịch liệt phập phồng tóc đen rối tung dính liền tại trắng nõn như ngọc da thịt bên trên da thịt của nàng lại giống như tinh xảo đồ sứ hiện đầy vết sạn có rậm rạp huyết trâu từ cái kia vết sạn phía dưới tiết ra rậm rạp chẳng chịt tại nàng toàn thân hội tụ thành một chương huyết sắc tranh vẽ giống như mà tại tiền phương của nàng có một đạo nhân ảnh hai tay giao điệp suy 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 bốc lên nóng rực nhiệt khí đúng là một thân kim giáp du lễ thanh giữa không trung đứng nghiêm tại thẻ phù đám mây bên trên tông chủ phu nhân huyền thất sát giơ tay lên một chiêu cái kia trương đập bay long nữ vương phi tụ chân thẻ phù tản ra trang bút quang huy một lần nữa nhẹ nhàng bay trở về đầu ngón tay của nàng bị nàng lấy hoa giống như lấy về nàng buông lỏng ra che đậy hi hi đôi mắt bàn tay Nhẹ nhàng phát ra kinh nghi thanh âm. Hi hi lập tức không thể chờ đợi được nhìn lại, liền gặp được thật to hố sâu phế tích, cùng với bị đánh rơi vào trong hố sâu long nữ vương phi. A, à, Liên chấm dứt à nha. Tại đây nha. Hi hi có chút chưa đủ thoải mái. Như thế nào liền bạo tạc đều không có à? Không có ngưu ngưu sư phụ pháo hoa đến hàng hái. Hi hi thầm nói. Một bên tông chủ phu nhân huyền thất sát liếc mắt. Sau đó, nàng cúi đầu quan sát tựa hồ kinh ngạc tại du lễ thanh cư nhiên tránh thoát nàng khổn tiên thần phù trói buộc một lần nữa xuất hiện mà đến ngay tại vừa rồi đánh rớt một chương tỏa thần phù thời điểm tại vương phi cùng tỏa thần phù đụng vào nhau nháy mắt du lễ thanh dãy dụa trói buộc phóng lên trời bộc phát ra trước đó chưa từng có kinh khủng khí huyết điên cuồng tương trợ ngăn cản cái này một chương tỏa thần phù nổ tung bát kỳ muôn bên trong thần chủng kích thích bản thân tiềm lực cực hạn bộc phát ra vượt xa bây giờ thân thể có khả năng tải trọng khí huyết thay cái này ngu xuẩn long chống đỡ ngăn lại đại bộ phận thần phù chi lực ngược lại là trung thành nhà nhạt thanh âm từ tông chủ phu nhân trong miệng truyền ra trong hố sâu vụn vặt cục đá bị nước mưa đánh chính là đùng đùng chuyển động không ngừng du lễ thanh đứng nghiêm hai tay giao điệp toàn thân kim giáp sớm đã vỡ tan tan giã lộ ra khắp người bị thiêu cháy huyết nhục mơ hồ thân thể từng cây một đại cân di chuyển nhảy lên không ngừng du lễ thanh từng ngụm từng ngụm thở dốc trong miệng mũi tràn ra máu tươi thân thể một cái lung la lung lay viên kia nổ bung thần trùng nộ mục thiên vương đồng liền triệt để quy về yên lặng thân thể của hắn lung la lung lay không cách nào trèo chống thân thể phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất giao nhau hai tay vô lực rủ xuống tựa như trong gió vô lực tuyết bay tông chủ phu nhân nàng là ta sư mẫu du lễ thanh từng ngụm từng ngụm thở dốc nói ngươi vừa rồi muốn giết nàng thẻ phù đám mây phía trên tông chủ phu nhân thản nhiên nói như thế nào Nàng muốn giết đồ nhi ta, ta không thể giết nàng. Tông chủ phu nhân nhìn xem du lễ thanh. Nàng là sư mẫu của ngươi, không phải ngươi mẹ ruột. Ngươi vì nàng, nổ tung bát kỳ môn bên trong thần trùng. Trọng thương trạng thái ở dưới ngươi, muốn tấn chức võ thánh đường, lại gập gành vài phần, ngươi đáng giá không. Khả năng đời này đều tấn chức không được võ thánh. Ngươi không hối hận sao? Cái này nghiệt xúc, có thể chưa chắc sẽ nhớ rõ ngươi tốt. Du lễ thanh nhẹ khẽ nở nụ cười ta đối với lão sư có bàn giao liền tốt. Phu nhân hôm nay như thế ức hiếp ta sư mẫu, cũng phải cẩn thận lão sư tính toán rồi. Du lễ thanh ngữ khí trầm giọng nói. Tông chủ phu nhân nở nụ cười. Ôi ôi ôi, nàng xoa nhẹ hi hi đầu. Phu nhân ở giữa tranh phong, hắn cơ ma lễ không biết xấu hổ đối với cô nãi nãi động thủ. Hắn muốn tìm, cũng là trực tiếp đi tìm nam nhân ta. Thật coi nam nhân ta chết rồi à. Tại đề cập chính mình nam nhân thời điểm, tông chủ phu nhân học hi hi diện mạo, uốn ngực và hóp bụng. Đáng tiếc, bụng nhỏ nạm nàng không có. Hi hi ngược lại là ra dáng làm mẫu cho Tông chủ phu nhân xem. Ha 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 ha. Tông chủ phu nhân cương chiều xoa nhẹ hi hi bụng nhỏ nạm. "Hả giận chưa?" Tông chủ phu nhân hỏi. Hi hi nhìn về phía phía dưới Long nữ Vương phi, mấp máy môi, "Hả giận, cảm ơn Tông chủ phu nhân sư phụ. Cái kia thần phù lợi hại không? Hi hi muốn học không?" Tông chủ phu nhân nheo lại mắt, hướng dẫn từng bước Hi hi nhãn tỉnh sáng lên. Hoa muốn học cái kia khổn tiên thần phù. a, à, tông chủ phu nhân khẽ giật mình. Nàng thất sát tỏa thần phù lợi hại như vậy, hi hi cư nhiên không có vừa ý sao. Hi hi ưa thích pháo hoa. Hi hi nói ra. Sau đó, nàng nâng lên trong tay nghiêu nghiêu sư phụ vì nàng đặc chế màu hồng phấn tiên công gát linh. Hướng phía phía dưới thoi thóp dù lễ thanh, nhấn xuống cỏ súng. Đát 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 đát. đát. Kim quang bắn ra ngọn lửa phun ra thoáng chốc từng trích hưng phấn tuyết băng độ nha chạy băng băng mà rơi du lễ thanh khó khăn ngẩng đầu đờ đẫn nhìn xem cái kia từng trích hưng phấn vỗ cánh mà rơi cơ quan độ nha hít vào thở ra thảo oanh 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 bạo tạc lập tức tại phế tích bên trong nổ tung nho nhỏ bụi mù quay cuồng kim quang liễm diễm cuồng phong sóng khí gào thét quét sạch chiếu dọi hi hi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực giống như chín mọng màu đỏ quả táo trói lại nàng sau đó tiễn đưa hắn pháo hoa lớn hi hi đỏ thẫm nòng súng bốc lên nhiệt khí cười hì hì nói tông chủ phu nhân không nói gì nàng sờ lên chiếc càm thon cái kia còn không đơn giản sư phụ giúp ngươi đem thần phù dung nhập vào trong cơ quan gió tuyết ô yết mảng lớn cuồng quyển lý triệt một đoàn người bước chậm tại trong gió tuyết chậm rãi thu liễm tâm thần lý triệt đôi mắt sáng tỏ một vòng dị sắc tại hắn đáy mắt lóe lên mà qua thật mạnh hi hi vừa mới nhận thức sư phụ giống như có chút mạnh. Tông chủ phu nhân, thần phù bán thánh. Một chương phù sách chụp xuống, liền đem cái kia gần như nửa bước chân đặt chân đến võ thánh cảnh giới long nữ vương phi cho chụp rơi xuống dưới, suýt nữa chụp chết. Nếu không phải du lễ thanh nổ tung bát kỳ môn bên trong một viên thần trùng, khả năng người nọ tiểu tỳ khí bạo tông chủ phu nhân, thật sự sẽ đem cái kia long nữ vương phi cho sinh sôi đánh chết. Thật là lợi hại thẻ phù. Lý triệt chăm chú nhìn. Dù là cách xa cự ly xa, lấy phi lôi quân cờ quan sát đánh giá hắn cũng là cảm thấy trái tim hơi hơi siết chặt đó là một loại thần phù mang đến cực kỳ khủng bố cảm giác áp bách cái này tông chủ phu nhân sâu không lường được à lý triệt tâm tình thoải mái hi hi có thể ôm vào như vậy đại thối hắn đương nhiên vui vẻ hắn biết rõ vị tông chủ này phu nhân sở dĩ nhận thức cùng lựa chọn hi hi là vì hi hi cái kia bị nàng nhận thức thần phù thiên phú thông qua họa trung tiên đạo quả truyền lại mà ra thiên phú Quả nhiên, cha và con gái đồng lòng, đại thối ôm chặt. Ngoài ra, Lý Triệt ánh mắt lóe lóe. Du lễ thanh, ngươi, bị thương nặng à, nhẹ nhàng thì thảo. Bị trong núi cùng phong gió tuyết tiếng thét cho triệt để bao phủ thổi tan. Bị thương nặng. Đây đối với Lý Triệt mà nói là một cái tuyệt hảo cơ hội. Long nữ Vương Phi cũng bị thương nặng, bất quá, nàng tổn thương không có du lễ thanh nghiêm trọng như vậy. Du lễ thanh nổ tung thần trùng, thay Vương Phi thừa nhận xuống đại bộ phận thần phù trùng kích lực lượng vì vậy du lễ thanh tổn thương rất nặng để cho lý triệt lại một lần nữa động tâm đây là thật tốt thời cơ à tốt nhất có thể vấn an một phen tiễn đưa hắn đoạn đường nếu là trạng thái toàn thịnh ở dưới du lễ thanh bây giờ lý triệt còn không một phần nắm chắc có thể giết bây giờ hắn võ đạo không nhỏ đột phá đặt chân tiên thiên đại tông sư chi cảnh cô động ra tiên thiên chân cương càng có thần thông nhị trọng thiên long tượng thiên cương có thể du lễ thanh trạng thái toàn thịnh phía dưới dù sao cũng là đốt tam hoa đỉnh thượng tam hoa vô thượng đại tông sư lục phủ ngũ tạng ngao luyện đến cực hạn lấy khí huyết tinh nguyên ổn dưỡng tinh khí thần tam hoa tinh khí thần không sức mẻ không lộ tròn trịa thông suốt chính là võ thánh phía dưới chân chính tuyệt đỉnh cao thủ lý triệt vốn là tính toán gom đủ tám môn thần chủng võ học lại toàn bộ tu luyện tới đại sư cảnh giới dẫn vào bát kỳ môn về sau lại đi khiêu chiến du lễ thành nhưng bây giờ tông chủ phu nhân cho hắn sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội như cơ hội này nếu là không nắm giữ lý triệt thật sự sẽ cảm thấy đáng tiếc đương nhiên lý triệt kỳ thật càng muốn giết chính là long nữ vương phi thế nhưng long nữ vương phi tại một trận chiến này ở bên trong tuy rằng cũng có bị thương nhưng so với du lễ thanh muốn thiếu một ít du lễ thanh vì cho cơ ma lễ một cái công đạo kích phát thần chủng ngạnh bạo khí huyết sinh sôi ăn xuống tông chủ phu nhân tỏa thần phù bộc phát đáng tiếc lý triệt thở dài một đoàn người bôn ba một hồi về tới hội khách đường bên trong rất nhiều thần điêu đại sư không có ở lâu bởi vì thần điêu lĩnh trưởng lão khảo hạch coi như là triệt để kết thúc bọn hắn lại tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa đợi đến thần điêu chúng đại sư đều lần lượt rời đi phía sau công thâu tĩnh quân ngồi ở trên ghế ánh mắt nhìn lý triệt hội khách đường bên trong lò lửa thiêu đốt phóng thích ra ấm áp nhiệt lưu để cho trong đó ấm áp như xuân a à, triệt bây giờ ngươi đã nhận được tôn trưởng lão nhận thức kế thừa hắn trưởng lão vị trí liền coi như là ta càn nguyên thần tông thần điêu lĩnh đệ ngũ trưởng lão chúng ta thần điêu lĩnh tại càn nguyên thần tông bên trong địa vị kỳ thật coi như là độc lập đi ra chi nhánh thần tông sơn môn ở trong phân nội môn ngoại môn mà thần điêu lĩnh là được độc lập một môn mà nói cùng trưởng lão địa vị thần điêu lĩnh trưởng lão địa vị thậm chí không kém gì bảy vị nội môn trưởng lão công thâu tĩnh quân nhẹ giọng nói lý triệt nghe thấy nhẹ gật đầu liền hỏi cùng một việc công thâu tĩnh quân vuốt râu nở nụ cười ngươi là vì con gái của ngươi mới tới tham gia thần điêu lĩnh trưởng lão khảo hạch. Ha 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 ha, ta đây ngược lại là đến cảm ơn con gái của ngươi rồi à, nếu không thật đúng là bỏ lỡ ngươi như vậy một cái thần điêu thiên tài. Yên tâm đi, thần điêu lĩnh trưởng lão được hưởng nội môn cùng ngoại môn trưởng lão đồng dạng địa vị cùng phúc lợi, ngươi có thể tại thần tông sơn môn ở trong cư trú, lại tự do xuất nhập. Qua hai ngày ta mang ngươi nhập thần tông sơn môn ở trong, xác nhận trưởng lão chỗ về sau, các ngươi một nhà liền có thể tại thần tông sơn môn bên trong đoàn tụ công thâu tĩnh quân cười nói lý triệt nghe thấy thở ra một hơi trong lòng một sự tình cũng rốt cuộc coi như là giải quyết xong bất quá ngươi trưởng lão thân phận đạt được xác nhận còn cần hai ngày thời gian ngươi hai ngày này là ở tại nơi này mà hay là muốn hồi đạo thành ở trong công thâu tĩnh quân hỏi lý triệt nghe thấy ánh mắt lóe lên một phen khẽ lắc đầu ta cái kia tiểu kiều thê đang ở nhà bên trong chờ ta tin tức tốt đây ta phải trở về cùng nàng nói một câu thuận tiện chúc mừng một cái. Lý Triệt ôn hòa cười một tiếng. Công thâu tĩnh quân nghe thấy, cũng là cười ha hả, tốt. Vậy liền hai ngày sau, chúng ta vào thành tới tìm ngươi, cùng ngươi cùng nhau nhập tông. Hai ngày này, ngươi cũng vừa vặn thu thập một cái, chuyển nhập thần tông ở trong. Lý Triệt đứng người lên, ôm quyền chắp tay thì lễ. Đã cảm ơn công thâu tĩnh quân. Công thâu tĩnh quân vẫy vẫy tay, cái kia phía trước phụ trách cho Lý Triệt truyền tin người thanh niên liền lần thứ hai xuất hiện vị này chính là ta thần điêu lĩnh đệ tử lục thanh đề cử diệu tượng gỗ đại sư thiên phú còn có thể hắn tại đạo thành ở trong quản hạt ta thần điêu lĩnh cửa hàng hai ngày này a triệt ngươi nếu là có chuyện gì hoặc là tin tức muốn truyền lại liền đi tìm hắn lục thanh đề ánh mắt phức tạp không gì sánh được thật không ngờ nhìn qua tuổi cùng hắn không sai biệt lắm lý triệt cư nhiên thành thần điêu lĩnh tân nhiệm trưởng lão đây quả thực như lục thanh đề tâm tính điều chỉnh rất nhanh hướng phía lý triệt ôm quyền chắp tay thi lễ có chút cung kính Lý Triệt nhẹ gật đầu, hai người ly khai hội khách đường về sau, Lục Thanh để tìm tới một cỗ cực kỳ hoa lệ xe ngựa. Do mã kéo xe, Lý Triệt ngồi ngay ngắn trong đó, trở về lúc tọa giá cùng lúc đến tọa giá, dĩ nhiên cách biệt một trời một vực. Đại biểu cho thân phận phương diện bên trên biến hóa. Xe ngựa lắc lư chập chờn. Lục Thanh Đề thì là tự mình điều khiển xe, xe ngựa đụng vỡ gió tuyết, sẽ mở phong sơn tuyết đạo rong rủi. Xe ngựa ở trong. Lò lửa nước sôi, cô lỗ cô lỗ bốc hơi nóng. Lý Triệt ngồi ở mềm mại trên ghế, hơi hơi đóng con mắt, xốc lên vài mảnh, nhìn xem tung bay tuyết rơi dày đặc. Lý Triệt ánh mắt lóe lên. Dường như trong nháy mắt, kéo dài qua hơn 10 dặm, thấy được cái kia tại trên quan đạo rong rủi rau mã xe kéo. Trong xe ngựa, Tô Hoài Minh vẻ mặt tràn đầy xanh mét ngồi ngay ngắn, trong mắt lệ sắc cùng uất sắc tại quay cuồng, hùng hùng hổ hổ. Lý Triệt chậm rãi thả xuống xe ngựa vài mảnh. Sau một khắc, cong ngón búng ra. Họa quyển mở rộng, xe kéo lay động ở giữa, họa trung tiền Lý Triệt một chỗ ngồi mặc sam, yên lặng ngồi ngay ngắn. Mà Lý Triệt thì là hai ngón tay khép lại xé ra khí lưu. Từ càn khôn không gian bên trong lấy ra mũ rộng vành cùng ngưu ma mặt nạ, che trên mặt. Năm ngón tay nắm lại. Tại phát giác được Tô Hoài Minh cái kia ngập trời ác ý thời điểm, Lý Triệt liền bất động thanh sắc tại hắn trên thân để lại phi lôi quân cờ. Trên đời này nào có cái gì cách đêm kẻ thù. Không cách đêm báo là được. Năm ngón tay nắm lại bằng bạc khí huyết tựa như dao lòng từ lý triệt trên thân bộc phát thân thể mãnh liệt phồng lên đứng lên phía sau chín căn đại cân tựa như nộ long giống như gào thét không ngừng làm năm ngón tay hợp lại nháy mắt một quả phi lôi quân cờ lập tức bị hắn nắm chặt tại bàn tay mà che mũ rộng vành đeo đáng yêu manh nghiêu mặt nạ lý triệt dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa xe ngựa lắc lư không ngừng thùng xe ở trong tô hoài minh phẫn nộ tới cực điểm từng cái một cái chén nhỏ bị hắn hung hăng ném trên mặt đất nổ chia năm xẻ bảy. Đáng chết, đáng chết à. Cái gì lý triệt, cái gì thứ chó má. Không biết cái nào góc xó xỉnh sông tới đồ chơi, cư nhiên cướp đi ta ván đã đóng thuyền cơ hội. Cái này gặp vận may tiểu tử, nhất định là tại quỷ dị miếu ở trong đến lấy được đến cái gì cơ duyên, còn có cục kia huyết hỏa thần văn bồ đề mộc. Không có cái này cục linh mộc, hắn tuyệt đối không thắng được ta. Trưởng lão vị trí vốn nên là của ta. Tô Hoài Minh phẫn nộ đến gần như muốn phát cuồng lần này thần điêu lĩnh trưởng lão khảo hạch hắn mất hết thể diện không nói quan trọng nhất là còn bị lý triệt chỗ điêu khắc thần điêu tại thần ý đối đầu bên trong sinh sôi nghiền bạo trong cơn giận dữ gần như muốn bao phủ trong đầu của hắn hắn tô hoài minh chưa từng nếm qua thiệt thòi như vậy một quyền lại một quyền đánh bàn trà sôi sùng sục nước trà bị hắn không ngừng hát vẫy đi ra ngoài với tư cách ba nghìn năm truyền thừa tô ra bảo bối thần điêu đại sư hắn từ nhỏ chính là tại mật bình bên trong lớn lên muốn cái gì sẽ có cái đó còn có tuyệt hảo thần điêu thiên phú, địa vị cực kỳ tôn sùng. Chưa bao giờ nếm qua nhiều thiệt thòi, cũng liền ba năm trước đây lần kia thần điêu lĩnh trưởng lão khảo hạch, hắn tiếc hận thất bại tôn trưởng lão một bậc. Có thể bại cho tôn trưởng lão lão già này, hắn có thể tiếp nhận. Thua ở lý triệt. Hắn không thể chịu đựng được. Một cái gặp vận may người trẻ tuổi. Phế đi hắn. Ta nhất định phải để cho gia tộc ra tay phế đi hắn. Tô Hoài Minh trong đôi mắt tàn khốc quay cuồng. Bỗng nhiên đôi mắt của hắn co rụt lại. Tựa như trong thiên địa hết thảy thanh âm đều biến mất không thấy tựa như. Thùng xe ở trong, đột ngột lấp đầy một cỗ bàng bạc, nóng bỏng lại điên cuồng khí huyết. Tô Hoài Minh chậm rãi ngẩng đầu. Đối diện với của hắn, không biết lúc nào ngồi ngay ngắn một đạo cường tráng, gần như muốn đem toàn bộ thùng xe đều cho lấp đầy đầy khổng lồ thân ảnh. Một chương đáng yêu manh nhu dưới mặt nạ, sáng ngời hai con ngươi, yếu ớt theo dõi hắn. Ngươi muốn giết ai? dưới mặt nạ thân ảnh, nặng nề mở miệng. Tô Hoài Minh khẽ giật mình. Người này, như thế nào xuất hiện ở hắn tư nhân xe ngựa bên trong? Một vòng sợ hãi, đột ngột từ trong con mắt lây nhiễm khuếch tán ra. Sau một khắc, mở miệng muốn nói điều gì? Nê hòa nội cảnh bên trong, kim thân thuế thần tính mong muốn bắn ra. Nhưng mà phốc, một đạo thần cương tấm lụa. Liền dĩ nhiên tựa như phá vỡ âm bạo trường mâu giống như xuyên thủng mi tâm của hắn. Xé mở xương chán cùng xương sọ từ cái ót thấu sâu mà ra. Tí tách, tí tách. Máu tươi từng giọt từng giọt chảy xuôi rơi xuống, từ cái kia xuyên qua Tô Hoài Minh cái ót xương cái kia sắc bén như cái giáo thần cương phía trên tung tuế. Lạch cạch một tiếng, tại ngăn cách hết thảy thanh âm thùng xe ở trong, vang vọng thập phần rõ ràng. Tựa như sấm sét điếc tai. Tô Hoài Minh toàn thân đều đang run sợ, hắn hai con người gắt gao trợn to, miệng cũng là mở lớn, không thể tin nhìn chăm chú lên trước mắt thân ảnh. Mũ rộng vành, hắc bào, ngưu ma mặt nạ địa phủ tô hoài minh mặc dù là tập trung tinh thần chôn ở thần điêu kỹ thuật bên trong thần điêu đại sư thế nhưng đối với địa phủ tên nhưng cũng là có chỗ nghe nói suy cho cùng hắn hay vẫn là người của tô gia tô gia gần nhất chết rồi một vị thai tức thuế cảnh giới cường giả hơn nữa còn là càn nguyên thần tông ngoại môn vinh dự trưởng lão từng đã là tô hoài minh cũng muốn làm ngoại môn vinh dự trưởng lão có thể gia tộc an bài hắn đi thần điêu lĩnh trưởng lão khảo hạch muốn hắn trở thành thần điêu lĩnh trưởng lão tại trưởng lão địa vị còn muốn so với ngoại môn vinh dự trưởng lão cao hơn chút. Bởi vậy, Tô Hoài Minh tại Tô Hách Liên bỏ mình thời điểm mới có thể chú ý rất nhiều. Biết được Tô Hách Liên chết chính là bị càn nguyên đạo thành bây giờ huyên náo xôn xao thần bí thế lực, địa phủ cường giả giết chết thời điểm. Tô Hoài Minh đối với địa phủ cũng liền để tâm. Có thể Tô Hoài Minh như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn cư nhiên thật sự sẽ gặp được địa phủ cường giả, hơn nữa còn là địa phủ bên trong. Âm hiểm nhất ngoan độc ngưu ma ngươi ngươi tô hoài minh trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ hắn thân là kim thân thuế cảnh giới cường giả giờ này khác này đúng là không có chút nào phản kháng lực lượng hắn thần tính từ nê hoàn nội cảnh bên trong trào lên mà ra nhưng mà giống như là bị một cái kinh khủng đại thủ cho kìm chặt liền bốc lên đều không thể dâng lên tô hoài minh đôi mắt kinh hãi chuyển động hắn nguyên thần kim thân giống giận nhưng mà sau một khắc gào thét thành âm cứng nở mơ hồ trong lúc đó hắn nguyên thần kim thân thấy được một cái lại một cái miếu thần không sai chính là miếu thần hỏa nhãn huyền kinh linh viên bách truyền yêu mộng quế linh thỏ còn có bọn hắn tô ra từng tôn miếu thần tôn kia sách giỏ hoa nữ tiên miếu thần tô hoài minh nhưng là đem cái này chút miếu thần đều nhận ra cho dù là hỏa nhãn huyền kinh linh viên hắn đều nhận ra với tư cách tô ra bồi dưỡng thiên tài thần điêu đại sư hắn xem quỷ dị miếu một cái giáp thời gian xem qua quá nhiều quỷ dị miếu thần vì tăng lên chính mình thần điêu kỹ thuật ngoại trừ tôn kia linh viên miếu thần bên ngoài những cái khác gần như đều điêu khắc qua nhưng mà bây giờ cái này bảy cái miếu thần tản ra bàng bạc lại kiềm nén miếu thần vị giai áp bách gắt gao theo dõi hắn để cho hắn thần nguyên kim đan lại thì không cách nào phóng thích mà ra kim thân thuế đều không thể triển lộ ra bị sinh sôi nín tại nê hoàn nội cảnh bên trong cái này rút cuộc là tình huống như thế nào tô hoài minh biết mình không phải ngưu ma đối thủ vì vậy tại nhìn thấy ngưu ma trong nháy mắt liền định bộc phát kim thân thuế lực lượng nhắc nhở xe ngựa bên ngoài tông tộc chỗ phái tiên thiên đại tông sư nhưng mà hắn thần tính căn bản không cách nào bắn ra miếu thần vì thần tướng đây là cái gì quái vật sợ hãi tại tô hoài minh trong đôi mắt không ngừng tan giã khoách trường hắn muốn gào rú có thể là căn bản không hô ra được trong xe yên tĩnh cực kỳ phía ngoài gió tuyết ô yết thanh âm bông tuyết rơi xuống thanh âm chục bánh xe chuyển động âm thanh. Tất cả đều biến mất sạch sẽ. Càng yên tĩnh, càng bất an. Tô Hoài Minh không hiểu địa phủ vì sao tìm được hắn. Địa phủ vì sao phải giết hắn. Nhưng, giống như không cần lý do. Bởi vì địa phủ giết chết Tô Hách Liên thời điểm, giống như cũng không có cái gì lý do. Cái này chút tên điên. Lý Triệt Ngưu ma mặt nạ phía dưới, hai con ngươi đạm mạc lại lãnh khốc, khi huyết bắn ra cái kia quán xuyên Tô Hoài Minh nê hoàn nội cảnh cùng đầu người chân cương thần mâu, một cái chấn động thoáng chốc tô hoài minh cả khối đầu người liền bành một tiếng nổ chia năm xẻ bảy triệt để không có mạng sống khí cơ tô hoài minh thực lực tuy rằng không kém thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá kém tốc độ lại chậm phản ứng cũng chậm chạp so với lúc trước giết tiết độc phu lão tiết thời điểm đều muốn dễ dàng nhiều nồng đậm máu tanh tại trong xe khuếch tán ra bỗng nhiên xe ngựa thùng xe bên ngoài một cỗ cùng mãnh kình phong gào thét mà đến trong nháy mắt xé ra vải mảnh đó là một cây đen nhánh sắc huyền thiết trường thương trường thương bên trên thậm chí sinh đầy gai ngược chân cương quấn quanh ở trên kinh khủng tứ ngược tựa như dao lòng gào thét bành mạnh mẽ thể phách hoàn luyện cùng với lực lượng tại trong nháy mắt nổ tung quanh quẩn cương khí phảng phất có linh hồn của mình trầm trọng như núi từ xe ngựa bên ngoài mang theo đen nhánh đầu thương xuyên qua mà vào không có mục tiêu nhưng lại không gì sánh được điên cuồng cùng thô bạo hiển nhiên là điều khiển xe xa phu tại cảm nhận được xe ngựa sức nặng biến hóa trước tiên liền phẫn nộ mà xuất thủ thùng xe sức nặng biến hóa trong xe ngựa tô hoài minh tức giận mắng thanh âm biến mất một điểm thanh âm đều không có cái này chút biến cố đều bị kinh nghiệm phong phú tiên thiên đại tông sư kịp phản ứng hắn phóng xuất ra thần thức lại cảm ứng không đến trong xe tình huống vì vậy đành phải cầm ra ô thiết trường thương trực tiếp xuyên vào trong xe tiếp theo toàn bộ người lấy ngang ngược không gì sánh được tư thái xông vào trong xe phanh 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 hoa lệ thùng xe trong nháy mắt bị chấn vỡ tan cuồng vũ mảnh gỗ vụn vỡ tan vải vóc lộ xộn hất lên tuyết trắng không ngừng bay tứ tung đậm đặc khí huyết tựa như sáng rực hỏa diễm thiếu đốt giống như a à, vị này đại tông sư hộ vệ tiến vào thùng xe ở trong lập tức liền cảm nhận được làm hắn hít thở không thông kiềm nén cảm giác ánh mắt quét qua liền thấy được bị đánh nổ đầu tô hoài minh gia tộc phái hắn đến bảo hộ tô hoài minh nhưng hôm nay tô hoài minh dĩ nhiên đã chết đi chậm, hắn quá chậm. Kẻ xấu. Thô giọng gầm nhẹ, nổ tung tại thùng xe ở trong. Vị này tiên thiên đại tông sư đôi mắt trong nháy mắt đỏ bừng, trong tay ô thiết trường thương, mãnh liệt hướng phía tập trung mục tiêu của tới. Kịch liệt rung động phía dưới, không khí đều bị nổ tung màu trắng sóng khí. Đùng, hắn ô thiết trường thương lại là bị người cho nắm cầm. Tiếp theo, không gì sánh được tuyệt luân kinh khủng lực lượng, từ cái kia ô thiết trường thương bên kia truyền đến, chỉ là một cái xoáy vặn. Xoạch, vị này tiên thiên đại tông sư liền cảm nhận được không cách nào địch nổi lực lượng đưa hắn nắm chặt trường thương bàn tay cho bắn ra một cỗ phách liệt chân cương như dao xà giống như nhanh chóng uốn lượn mà đến tựa như sáng lạn kim hồng sắc quang huy nổ tung trong tay cái kia làm bạn chính mình dài răng giặc tuế nguyệt ô thiết trường thương đúng là hóa thành tuyệt đối hung lệ hung khí đập vào bộ ngực của hắn lồng ngực mãnh liệt lõm xuống đổ sụp ngao luyện đến cực kỳ cứng cỏi xương sườn phát ra kết lao âm thanh đúng là bị lực lượng đáng sợ sinh sôi đánh vỡ ra trong thoáng chốc vị này tiên thiên đại tông sư tựa như gặp được một đầu kinh khủng đến cực điểm hoàng kim cự tượng cự tượng vung vòi mong muốn đem khung trời đều cho đánh vỡ hắn trên thân thể quấn quanh lấy một đầu uốn lượn hoàng kim thần long long tượng hợp hình như thế chân cương kinh khủng như vậy chân cương phốc một ngụm máu lớn sương mù từ trong miệng phun ra thùng xe bốn vách tường đột nhiên nổ tung chia năm xẻ bảy bay ngang ra Tiếp theo, vị này thân thể bay ngược mà ra rơi đập tại trong đống tuyết, đem đất tuyết cho cày ra cực lớn khe rãnh tiên thiên đại tông sư. Rốt cuộc nhìn rõ ràng giết chết Tô Hoài Minh vị này thần điêu đại sư đầu sỏ gây nên. Đó là một vị thân thể cường tráng giống như tháp núi kinh khủng thân ảnh. Vô cùng to lớn, khí huyết giống như tạo thành thực chất, giống như như thác nước rủ xuống quanh thân. Một chương đáng yêu manh nhu mặt nạ, lại giống như địa ngục đòi hồn sứ giả. Kinh khủng. Đại khủng bố. Bành, thân thể tại trong đống tuyết bị nện bay tứ tung, xoay người một cái đứng lên, mũi chân điểm rơi trên mặt đất, nổ lên hàng ngàn bỏ sóng. Vị này tiên thiên đại tông sư, hóa thành một đạo thẳng tắp hắc tuyến, tại cánh đồng tuyết bên trong nhanh chóng chạy lướt mà ra. Hắn tính toán đào mệnh, trốn về Càn Nguyên đạo thành, tại đây xã ngoại hoang vu, hắn quá vô lực rồi. Nhưng mà chỉ cảm thấy một đoàn khí huyết giống như hà úy bốc hơi, cường tráng như tháp núi giống như ngưu ma, liền đạp huyết sắc vân đóa, trôi nổi cản trở tại hắn không ngừng chạy lướt phía trước vị này đại tông sư khóe miệng chảy tràn nóng hổi nóng bỏng máu tươi ngẩng đầu lên đe nhánh trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng lại thấy cái kia ngưu ma năm ngón tay nắm chặt thoáng chốc toàn bộ cánh đồng tuyết cuồng phi khí lưu đều tựa như bị hắn một quyền cho toàn bộ nắm chặt tựa như quyền ấn ghép lại khí huyết như lửa long tượng hợp hình ngưu ma một cước đạp rơi thoáng chốc kinh khủng một quyền giống như núi thở biển động giống như vô số lung lay long ảnh tứ tán nổ tung không ngừng bão táp mà ra vạn long phục thần vị này tiên thiên đại tông sư nhãn lực tất nhiên là phi phàm có thể tới cảnh giới như thế võ phu phóng nhãn đạo thành đều là nhất lưu cường giả tuy rằng nhận đến tô ra lời mời bảo hộ tô hoài minh nhưng chỗ kiếm lấy thủ lao cũng là cực kỳ phong phú hơn nữa là siêu phàm vạn long phục thần ngươi là du lễ thanh một tiếng thét dài vị này cô động ra mười đạo tiên thiên chân cương tiên thiên đại tông sư giận không kìm được tránh cũng không thể tránh đối mặt siêu phàm một quyền một quyền đánh ra vạn long quét sạch tự thành chân ý lĩnh vực phong tỏa bốn phương không thể lui được nữa chỉ có thể ngạnh kháng trong xe ngựa bị đánh tan một đạo tiên thiên chân cương hắn bây giờ chỉ còn lại chín đạo tiên thiên chân cương cơ hồ là đồng thời tiết ra nắm chặt thành quyền bất đắc dĩ cùng ngưu ma đánh ra kinh khủng một quyền đụng vào nhau đối quyền nháy mắt giữa hai người nổ lên thành hình vòng khuếch tán rung động sóng khí bay lên bão táp tứ ngược hoang sơn giã lĩnh tuyết bay không ngừng nổ tung mặt đất tuyết động trong chớp mắt tan rã cực lớn lỗ thủng lộ ra sườn dốc hình dáng hướng bốn phía khuếch tán đông tiếp theo hậu chi hậu giác sóng âm mới là nổ tung giống như búa tạ đập đất ngôi sao trụy kích kinh khủng quyền lực chút xuống phía dưới mặt đất tuyết động bị thổi sạch rất nhiều nghịch sát bị xoáy lên thổ thạch tung tóe loạn thạch bay loạn mặt đất vỡ ra giống như mạng nhện lan tràn lý triệt thu quyền mà đứng cường tráng thân thể khóa lại hắc bào ở bên trong không dính mảnh tuyết, không nhiễm mảnh huyết. Xa xa trong hồ sâu, vị kia tiên thiên đại tông sư võ phu, quy sát ở trong đó, hai tay rủ xuống, tựa như túi bồng. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Chỉ có một đạo tiên thiên chân cương, nhưng là phách liệt vô song, cô động đến mức tận cùng, kiên cường dẻo dai đến không cách nào tưởng tượng. Thậm chí có loại, đối phương chỉ dùng thần cương có thể đưa hắn trùy bạo ảo giác. Vạn long phục thần, thế như là võ thánh tuyệt học à cư nhiên tu luyện đến siêu phàm. Hắn chỗ tu luyện bất quá là tông sư tuyệt học mà thôi. Vị này đại tông sư hai con ngươi khó khăn nhìn chằm chằm vào Lý Triệt, há miệng ho ra nóng hổi máu tươi, chỗ lẫn vỡ tan nội tạng. Thật mạnh một quyền, sảng khoái một quyền. Lão tử cả đời đều không đạt được một quyền, bội phục. Tiếp theo thõng xuống đầu người, triệt để vẫn diệt sinh cơ. Lý Triệt đạm mạc nhìn xem, trái tim không hề bận tâm. Ngón tay thuần thục một móc, một vòng thần cương, liền đem vị này võ phu bên hông càn khôn ngọc câu tới trong tay. Còn có cái kia Tô Hoài Minh càn khôn ngọc, đã sớm tại đánh chết Tô Hoài Minh nháy mắt, liền thuận thế lấy đi. Là cái hán tử, cho ngươi một cơ hội. Lý triệt vỗ tay phát ra tiếng. Câu thần. Thoáng chốc. Tô Hoài Minh trong thi thể, cùng với vị này chết đi tiên thiên đại tông sư thi thể. Hai bóng đen vặn vẹo lên bay lên. Chúa công. Vị kia vừa mới chết đi tiên thiên đại tông sư đầu tiên là mờ mịt, sau đó kinh hỉ ôm quyền chắp tay thì lễ tô hoài minh không có chút nào động tác câu thần bị lý triệt liếc qua thậm chí phát hiện tô hoài minh trong đôi mắt dãy ruộng cùng không cam lòng chậm chạm ngu xuẩn đi sau này ngươi chính là ngưu thập tam cái này đầu ngu phần thưởng ngươi lý triệt thản nhiên nói vị kia tiên thiên đại tông sư từ nay về sau tên viết ngưu thập tam câu thần lập tức vui mừng không có chút nào cố chủ tình cảnh mãnh liệt liền hướng phía tô hoài minh câu thần nhào tới nhìn lướt qua vỡ tan xe ngựa Tô Hoài Minh thi thể không đầu, cùng với cái kia quỳ gối trong hố sâu, bị tuyết bay bao trùm thân thể đại tông sư. Con ngón búng ra, thoáng chốc, một quả đen như mực quân cờ, cuồn cuộn rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, quân cờ nổ tung. Từ thi thần ấn bên trong rút ra mà ra nồng đậm tử khí cùng thi khí, như như độc xà, điên cuồng hướng phía Tô Hoài Minh cùng đại tông sư thân thể quấn quanh mà đi. Làm xong đây hết thảy, Lý Triệt mới là thu hồi ngưu thập tam hai ba miếng liền ăn no câu thần, mũi chân chạm mặt đất thân thể bắn ra mà đi năm ngón tay nắm lại về tới xe ngựa trong xe cùng họa trung tiên phân thân trùng điệp lại với nhau ở ngoài thùng xe điều khiển xe lục thanh đề vẫn còn ở cùng lý triệt nói chuyện phiếm lý triệt cũng là thuận thế đón chủ đề cùng hắn câu có câu không trò chuyện đứng lên xe ngựa từ từ ngừng hy luật lục thanh đề kéo mạnh dây cương đôi mắt hơi hơi ngưng tụ xa xa rời khỏi thần điêu lĩnh rất nhiều thần điêu đại sư xe ngựa đúng là lẫn nhau ngừng Lý Đại Sư, giống như xảy ra chút sự tình. Lục Thanh Đề trái tim hơi hơi nhảy dựng. Lý Triệt nghe thấy, cũng là sốc lên vải mảnh, một bộ nghi hoặc diện mạo. Thế nào? Lục Thanh Đề đơn giản nói một câu, Lý Triệt vội vàng từ trong xe đi ra. Cùng Lục Thanh Đề cùng một chỗ, đạp tuyết mà đến. Lý trưởng lão tới. Ôi, quá thảm rồi. Thi thần giáo quá ghê tởm, quá ác độc rồi à. Quả thực. Cả gan làm loạn, đáng chu, đáng chu à từng vị thần điêu đại sư vô cùng đau đớn. Chu Thiên Thủy cùng Vân Hải Dương hai vị đại sư chứng kiến Lý Triệt, vội vàng chào hỏi, sau đó giới thiệu một chút tình huống. Tô Hoài Lý cùng cái kia chết đi đại tông sư, diện mạo thê thảm, bị thi khí cùng tử khí ăn mòn không thành diện mạo. Lý trưởng lão, chúng ta ngồi chung một cỗ xe kéo đi, như vậy lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, gặp được thi thần giáo kẻ xấu, cũng có thể liên thủ đối địch. Chu Thiên Thủy trầm giọng nói. Tô Hoài Minh chết, Quả thực là kích thích đám này chỉ chú ý tại thần điêu kỹ thuật chúng đại sư. Thế giới hiểm ác, lần thứ nhất đập vào mặt, để cho bọn họ trái tim run rẩy, hận không thể lập tức khắc cái thần điêu an ủi. Lý Trịch cũng là vẽ mặt kinh sợ hiện lên, lòng còn sợ hãi, cùng mấy vị thần điêu đại sư Hàn Huyên trò chuyện, tiếp theo cùng nhau cưỡi xe kéo, hướng phía đạo thành phương hướng mà đi. Làm mọi người trở lại đạo thành, sắc trời đã triệt để đen lại. Lục Thanh Đề thì là phái người đi tô ra, đem tô hoài minh tình huống nói rõ. Tô gia lập tức rung động. Khí tức kinh khủng quay cuồng tứ ngược, sao động không ngừng. A. À, tô gia liên tục xuất động hai vị thái tức thuế đại chân nhân, giận không kìm được, thần tính quay cuồng. Trong đêm tối, giống như hai đợt mặt trời, chạy lướt đạo thành. Hoang Sơn Dã Lĩnh. Thần Điêu Lĩnh bên kia cũng đã nhận được tin tức, công thâu Tĩnh Quân tự mình đi mà đến, lúc này đứng chắp tay, nhíu lại lông mày. Nhìn xem chết đi Tô Hoài Minh cùng Tiên Thiên Đại tông sư, trong đôi mắt vẻ mặt ngương trọng cực kỳ nồng đậm thi thần giáo công thâu tĩnh quân khuôn mặt lãnh túc sát cơ cuồn cuộn hôm nay giết tô hoài minh ngày khác có phải hay không sẽ phải nhằm vào bọn họ thần điêu lĩnh thần điêu chúng đại sư xuất thủ oanh 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 tô gia cường giả đi tới chứng kiến tô hoài minh thi thể vị kia đại chân nhân thân thể một hồi lay động sắc mặt trắng bệch tô hoài minh thế nhưng là tô gia vất vả khổ cực bồi dưỡng đứng lên một vị ngũ lão trung vị thần điêu đại sư à hao tốn quá nhiều tài nguyên cũng cho tô gia bọn hậu bối cung cấp rất nhiều chân quý tu hành thần điêu Bây giờ, đúng là như vậy chết thảm cùng hoang sơn giã lĩnh Đích thật là thi thần giáo ra tay Hơn nữa là thi thần giáo bên trong cao thủ Cái này từ khí cùng thi khí cực kỳ nồng đậm Thậm chí là thi thần ý chí ra tay Lấy không thể địch nổi lực lượng Cưỡng ép bóp chết hai người Tô Hoài Minh cơ bản không cách nào phản kháng Vị này tiên thiên đại tông sư còn vật lộn một phen Nhưng đối mặt thi thần ý chí ngăn không được Công thâu tĩnh quân trầm giọng cho hai người phân tích cùng giải thích. Thi thần giáo. Ta tô ra. Cùng thi thần giáo không chết không thôi. Hai vị tô ra cao thủ sẽ không đi hoài nghi công thâu tĩnh quân, tự nhiên tin tưởng phán đoán của hắn. Vì vậy, hai con người huyết hồng, gào thét thanh âm, nổ tung núi hoang tuyết lĩnh. Làm cho hàn nha từng trận vỗ cánh. Lý triệt bị lục thanh đề một đường đưa về lưu hương ngõ hẻm. Trở lại trong sân. Thê tử Trương Nhã đang trong sân nghiêm túc lại vất vả cần cù luyện võ, nỗ lực tăng lên thực lực của mình. Lý Triệt cho nàng võ đan, nàng cũng không có tiết kiệm, cho nàng thần tính tinh, nàng cũng không có tích lũy. Toàn bộ đều sử dụng đứng lên, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Mồ hôi đầm đìa, khí huyết nhưng là quay cuồng không ngừng. Hiển nhiên, Trương Nhã thể chất, tại Lý Triệt không ngừng chảy vuốt phía dưới, lại cường tráng lớn hơn rất nhiều. Tướng công, khi thấy Lý Triệt một bộ mặc sam, lướt qua trở về thời điểm, Trương Nhã ánh mắt lập tức phát sáng lên cùng hi hi dường như một cái khuôn mẫu khác đi ra giống như đạp 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 liền chạy tới thật dài lông mi rung động chờ mong nhìn xem lý triệt tướng công tướng công như thế nào đây thành công không thất bại cũng không quan trọng chúng ta ba năm hà đông ba năm hà tây chúng ta ba năm sau nhất định được trương nhã nắm chặt nắm tay nhỏ trên trán còn có luyện võ phía sau di lưu rậm rạp mồ hôi lý triệt cố ý đùa nàng một chút đầu cúi xuống trương nhã sắc mặt hơi đổi trong lòng tuy rằng thất lạc nhưng là vội vàng mạnh mẽ chống đỡ an ủi lý triệt tướng công không nhụt chí ha ha hôm nay ta còn chứng kiến hi hi nữa nha chúng ta hi hi có thể uy phong đã bái một vị tốt khí phách lão sư hôm nay tại vọng xuân lâu bên trên ra tay quả thực kinh thiên địa khớp quỷ thần trương nhã khoa trường nói muốn hòa tan lý triệt thất lạc tâm tình hôm nay vọng xuân lâu bộc phát sự tình lớn như vậy trên cơ bản nội thành người đều xem rõ ràng lý triệt nghe thấy lộ ra vẻ kinh nghi lắng nghe trương nhã miêu tả không ngừng gật đầu. Cuối cùng, Trương Nhã vẫn còn có chút khó nén xa suốt tâm tình. Lý Triệt nhưng là nở nụ cười, nhéo nhéo Trương Nhã cái mũi. Trêu chọc người chơi đây, tướng công vừa ra tay, làm sao có thể sẽ thất thủ. Tướng công của người ta thành công tấn trước rồi, đã trở thành thần điêu lĩnh ngũ trường lão. Hảo hảo thu thập một túi đồ vật, hai ngày sau, chúng ta liền dọn nhà. Lý Triệt cười nói. Trương Nhã ngẩn ngơ, sau đó hét lên. Lập tức nhảy tới Lý Triệt trong ngực, Bạch Tuộc giống như ôm lấy Lý Triệt. Tướng công giỏi nhất. Dưới mái hiên, Mộc Bà Bà ngồi ở xích đu bên trên, trên đùi che chăn lông, trên mặt mang cười ôn hòa cho, nhìn xem vợ chồng son ở đằng kia vui mừng. Càn Nguyên Đạo Thành, Thính Lôi ngõ hẻm, Độc lập xưởng tiểu viện. Gió tuyết phiêu đãng, bị nóng bỏng khí huyết, trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ, thiên địa thanh minh, bóng đêm trong suốt. Lý Triệt ngồi xếp bằng trong sân. Toàn thân khí huyết như dao long quấn quanh lấy, rèn luyện thân thể, để cho kinh lực càng kinh khủng. Đôi mắt khép mở, Lý Triệt đem võ đan cuối cùng một tia dược lực nghiền ép xong xuôi. Từ từ phun ra một cái nóng bỏng chi khí, nóng hôi hổi, để cho hàn khí lấp đầy tiểu viện, trong nháy mắt bạch lãng quay cuồng. Hô, hút, hít vào thở ra trong lúc đó, cuồng phong gào thét quyển động, đem lấp đầy bạch lãng thanh lý sạch sẽ. Lý Triệt ngồi xếp bằng, thu liễm tâm tư. Lấy ra tô hoài minh cùng ngưu thập tam càn khôn ngọc, bắt đầu kiểm kê. Chỉ là một lớp kiểm kê, Lý Triệt cũng không khỏi ngược lại hít một hơi. Hắn tựa hồ có chút xem nhẹ một vị ngũ lão trung vị thần khác đại sư tài phú tích lũy. Ngũ giai thần tính tinh, khoảng chừng 50 mai, lục tư thần tính tinh 300 mai. Cái này, quá giàu có đi à nha. Đáng tiếc, thần tính tinh hấp thu cũng không dễ dàng, bằng không mà nói Tô Hoài Minh thậm chí dựa vào thần tính tinh triệt để trồng chất đều có thể triệt để trồng chất đến thai tức thuế. Lý Triệt thật sự bị chấn kinh sợ đến. Thế nhưng rất nhanh liền cuồng hỉ đứng lên, hắn tu luyện, Từng cái đều là thôn kim thú. Bất kể là tôn kia linh minh chân viên hay vẫn là rất nhiều miếu thần thần tướng, thậm chí vô cấu tâm đạo quả, đều cần Ngũ lão thần tính tinh đến triệt để trồng chất. Hơn nữa, Ngũ giai thần tính tinh, đối với vô cấu tâm đạo quả mà nói chỉ có quả thứ nhất hiệu quả cuối cùng. Về sau hiệu quả liền giống như hấp thu tốc độ cũng biến chậm, thế nhưng lại là có thể trồng chất số lượng. Đan dược dự trữ cũng không giống nhau giống như, người mặc dù yếu gà, trang bị ngược lại là đầy đủ à. Lý Triệt bị hoa mắt lại có năm miếng ngũ giai võ đan lấy tô hoài minh thân thể cường độ cái này ngũ giai võ đan lại không dùng được ăn xuống sẽ bạo thể có thể hắn hay vẫn là sớm chuẩn bị xong liên thuộc về người yếu nhưng trang bị muốn đuổi theo cái kia giống như người cuối cùng liên tiện nghi lý triệt đây là bỗng nhiên lý triệt ánh mắt ngưng tụ gần như ngưng kết ở giống như đây là ngũ giai thượng vị linh mộc phượng huyết hoàng tê niết cành mộc lý triệt hít một hơi thật sâu cho dù là hắn tâm tư đều đang kịch liệt ba động đại phú quý rất nhiều đại phú quý duy nhất một khối ngũ giai thượng vị linh mộc thân tính thật sự quá mức nồng đậm dù là cách càn khôn không gian lý triệt đều cảm thấy một cỗ nóng rực cùng nóng bỏng còn có bừng bừng sinh cơ ngũ giai thượng vị linh mộc à coi như là tô hoài minh cũng rất khó điều khắc rồi cái này linh mộc thuần túy chính là tô hoài minh cất giữ ngoại trừ cái này một khối ngũ giai thượng vị linh mộc bên ngoài đúng là còn có hai khối Ngũ giai hạ vị linh mộc. Trong đó một khối chính là Lý Triệt tại Quỷ Khuyết bên trong đến lấy được Huyết Hỏa Thần Văn Bồ Đề Mộc. Ngoài ra một khối thì là Ngũ giai hạ vị Phong Lôi Long Ly Mộc. Không hề nghi ngờ, chính là Tô Hoài Minh chuẩn bị, tính toán trùng kích Ngũ giai thượng vị thần khác đại sư nội tình cùng chuẩn bị. Bây giờ, đều họ lý rồi à. Ngũ giai linh mộc cũng không phải là dễ dàng đến lấy được chi vật. Cho dù là Lý Triệt bây giờ đã trở thành Càn Nguyên Thần Tông thần điêu lĩnh trưởng lão, muốn đến lấy được ngũ giai linh mộc cũng là cần nhờ chờ đợi có lẽ có danh ngạch rồi mới có thể đến lấy được một khối chỉ có loại này trọng yếu thần điêu lĩnh trưởng lão khảo hạch mới có thể âm thầm chuẩn bị một khối ngũ giai linh mộc lý triệt cười không ngậm miệng được tô hoài minh tại tô ra địa vị tôn quý cái này chút rất hiển nhiên đều là tô ra giúp hắn lấy được ba nghìn năm nội tình tô ra tự nhiên không tầm thường làm ra linh mộc tất nhiên là không tính là rất khó khăn không dám tưởng tượng Tô gia bực này 3.000 năm chiều lên lại chiều xuống đại thế gia, bảo khố nên đến cỡ nào xinh đẹp. Lý triệt không nhịn được ước mơ đến. Đáng tiếc duy nhất chính là Tô Hoài Minh tựa hồ đối với võ học không có hứng thú, cất giữ bên trong, lại là không có thần chủng võ học. Kiểm kê xong Tô Hoài Minh chân tàng, lại nhìn ngưu thập tam cản khôn ngọc. Cho dù là một vị tiên thiên đại tông sư, đúng là cho Lý triệt một loại tên ăn mày không bằng cảm giác. Rõ ràng ngưu thập tam cũng cất giữ một quả bảo bối ngũ dài võ đan chỉ có thể nói không có đối với so với liền không có thương hại. Đắm chìm tâm tư, đem bản thân sao động tâm tình, từ rất nhiều phú quý nện xuống đến trùng kích bên trong ổn định lại. Lý triệt tâm thần khẽ động, lấy ra hai tòa tượng gỗ. Một cái lộ ra màu đỏ như máu, ở trên hiện đầy huyết hỏa thần văn, đúng là hắn lần này thần điêu lĩnh khảo hạch điêu khắc tôn kia, pháp thiên tượng địa linh minh chân viên thần tượng. Dựa theo vị giai, có lẽ có ngũ lão hạ vị tầng thứ. Cũng nói Lý Triệt bây giờ thần điêu đại sư trình độ, đạt đến ngũ lão hạ vị cảnh giới. Tuy rằng lần này thần điêu, điêu khắc cũng không dễ dàng, nhưng cho Lý Triệt mang đến tăng lên là kịch liệt. Lý Triệt phun ra một cái chọc khí, lại lấy ra khác một pho tượng. Đó là tôn trưởng lão trước khi chết, đem cái kia một vòng lĩnh ngộ thần điêu bán thánh cảm ngộ, giấu ở tượng gỗ bên trong, muốn muốn truyền thừa cho Lý Triệt. Tượng gỗ còn kém giải rác vài đao. Nhưng đối với Lý Triệt mà nói như thế nào hạ đao, có dám hay không hạ đao, lại thành một cái cực kỳ tràn ngập tính khiêu chiến trùng kích. Trong lồng ngực, Tiên công đạo quả tại thình thịch nhảy lên. Trong đôi mắt, lưu quang lóe lên. Đạo quả, tiên công, cấp 4, hiện tại 96%, điêu khắc ngũ giai hạ vị thần điêu, đem pháp thiên tượng địa linh minh chân viên điêu khắc đến hiện thế. Quả nhiên cho lý triệt tiên công đạo quả độ thành thục mang đến thật lớn tăng lên. Mà bây giờ, chỉ kém 4% độ thành thục rồi. Lý Triệt ánh mắt buông xuống, ánh mắt rơi vào tôn trưởng lão tặng cho tôn kia pho tượng hắn lấy ra tô hoài minh thần điêu đại sư công cụ xáo trang phẩm chất cực cao khác đao đạt đến lục tư thượng vị cấp bậc mà lý triệt lấy khí huyết hà úy gia trì về sau chuôi này khác đao trực tiếp tăng lên tới ngũ lão hạ vị cấp bậc thế nhưng lý triệt nhưng lại chưa chú ý khác đao ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôn kia yên tĩnh bày trong sân lục nhĩ ngục liên thần hầu nhị tâm đại thánh pho tượng vẫn nhìn đánh giá suy tư trong đầu mô phỏng đủ loại lạc đao phương thức điêu khắc độ mạnh yếu góc độ chia cắt vật liệu gỗ độ dày các loại trong đầu giống như tại trải qua phong bạo lần lượt mô phỏng thế nhưng mỗi một lần mô phỏng bên trong lạc đao đều để cho thần điêu thần ý giảm bớt đi nhiều vô pháp đạt đến hoàn mỹ không cách nào liên tiếp đón tôn trưởng lão thần ý loại cảm giác này để cho lý triệt cực kỳ khó chịu tựa như lồng ngực bị tức nghẹn sắc mặt cũng không khỏi trở nên tái nhợt giống như trên chán bất tri bất giác có một viên rậm rạp đến cực điểm mồ hôi lăn rơi xuống bỗng nhiên toàn bộ trong sân trở nên một mảnh yên tĩnh tuyết trắng mông lung bay là tả tại sân nhỏ mặt đất bao trùm dày đặc một tầng cho dù là lý triệt trên thân đều trông chất một tầng trắng áo không biết qua bao lâu có lẽ là trăm cái hô hấp lại có lẽ là nghìn cái hô hấp lý triệt từ từ mở mắt ra trong con ngươi không có chút nào tâm tình ba động không hề nôn nóng không hề phát lấp không hề xoắn suýt thanh minh như nước, giống như là tẩy đi duyên trần, nội tâm trở nên bình tĩnh lại cường đại. Lý Triệt trên thân, cường đại khí huyết im hơi lặng tiếng quay cuồng, chấn động rớt xuống trên thân tuyết trắng. Cả cái trong tiểu viện tuyết động, trong nháy mắt toàn bộ bốc hơi, hóa thành vô số bốc hơi khí lưu sông vào sân nhỏ trên không. Lý Triệt nắm lấy thần binh khắc đao, từ từ đối với Tôn trưởng lão lưu lại thần điêu, vung ra một đao. Minh ngộ thần điêu bán thánh một đạo ý, là đao kiên cố, tâm không dao động. San sạt sàn sạt đầu ngón tay quanh quẩn mảnh gỗ vụn bay tứ tung khắc đao im hơi lặng tiếng chia cắt gỗ thô tổ chức thanh âm quanh quẩn tại yên tĩnh trong sân đại đạo im áng đao rơi im áng hô làm thở ra một hơi thổi đi tượng gỗ phía trên tất cả mảnh gỗ vụn phảng phất có một đạo kim quang từ dùng bình thường nhất vật liệu gỗ điêu khắc thần điêu phía trên lưu chuyển loại lên nhị tâm đại thánh tượng gỗ phía trên tựa như có một giọt hạ xuống nước mắt Lý Triệt im lặng. Trước mắt, lưu quang như nước. Đạo quả, tiên công, cấp 5, hiện tại 0%.